Kênh Văn hóa lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Đại tướng Lê Trọng Tấn sống từ nhỏ ở khu Đầm Chấu, nay thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông có một tuổi thơ nghèo khó và cơ cực. 7 tuổi mồ côi cha, ông vừa đi học vừa kiếm sống bằng nhiều nghề, từ cắt chữ cho một nhà in đến vẽ truyền thần và cả đi bán bánh mì. Dù phải vất vả bươn chải nhưng ông rất mê đá bóng. Nhiều bữa ông ra bãi Phúc Xá gần cầu Long Biên đá bóng đến tối mịt mới về. Thấy ông đá bóng giỏi, không quân Pháp đã tuyển ông vào lính. Lúc này, mặt trận Việt Minh đang phát triển rộng khắp. Biết ông là con một nhà nho nghèo, yêu nước, bị bắt ép vào lính nên Đảng và Việt Minh đã cử người giác ngộ. Đầu năm 1944, ông tự nguyện bỏ câu lạc bộ bóng đá không quân của Pháp tham gia cách mạng. Lúc đầu ông được phân công làm công tác địch vận tại khu vực Hoàng Mai, Hà Nội. Sau đó, tham gia Ủy ban Khởi nghĩa Hà Đông, phụ trách quân sự. Tại đây, ông đã dùng mưu kế, chỉ huy đội tự vệ chiếm đồn Đồng Quan, gây thanh thế cho cách mạng và lấy thóc để cứu đói dân. Chiếm đồn Đồng Quan chỉ với hai khẩu súng và diễn ra có vài phút mà không mất một viên đạn, một giọt máu đã hé lộ phẩm chất một tài năng quân sự lỗi lạc tướng Lê Trọng Tấn. Có một điều đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Lê Trọng Tấn chỉ huy đại đoàn 312, từ cánh quân phía đông đánh vào trung tâm sở chỉ huy địch ở Mường Thanh, bắt sống tướng De Catteri. Đại đoàn 312 do ông là đại đoàn trưởng là đại đoàn duy nhất không có trục trặc trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ trận mở màn đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. 21 năm sau, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, cũng từ phía đông, ông là tư lệnh hướng quan trọng này, bắt sống hai tướng Ngụy, sau đó đánh, chiếm hoàn toàn Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá, với hai chiến công ấy, Lê Trọng Tấn xứng đáng hai lần anh hùng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông luôn được Bộ Thống soái tối cao tin cậy trao cho trọng trách lớn, là tư lệnh ở hầu hết các chiến dịch then chốt, quyết định Bình Giã, Đồng Xoài, Bảo Bàng Dầu Tiếng, Đường Chín Nam Lào, Mặt trận Trị Thiên 1972, Cánh quân Duyên Hải 1975. Tháng 9 năm 1964, trên chiếc tàu buôn tỏi của nước ngoài, ông và tướng Nguyễn Chí Thanh được đặc phái vào Nam để giải bài toán đánh Mỹ. Ông nhận nhiệm vụ phó tư lệnh, ủy viên quân ủy quân giải phóng miền Nam. Không lâu sau, chiến dịch Bình Giã nổ ra, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị lung lay tận gốc, phong trào tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, bám thắt lưng địch mà đánh, lan rộng khắp các chiến trường. Tháng 7 năm 1971, lợi dụng mùa mưa, Mỹ và chính phủ Lào thân Mỹ mở cuộc hành quân lấn chiếm cánh Đồng Chum. Mưu đồ của Mỹ và đồng minh vẫn là muốn chiếm đóng lâu dài địa bàn chiến lược này, dự định đánh chiếm lại sân bay, từ đó bung ra chiếm lại cánh Đồng Chum, rồi tiến theo đường 7 đánh ra biên giới Việt-Lào. Khác với lần trước, lần này Mỹ tăng cường thêm lực lượng quân đội đánh thuê Thái Lan. Lực lượng địch gồm 30 tiểu đoàn bộ binh, 18 tiểu đoàn vàng pao, 4 tiểu đoàn quân đội Hoàng gia Lào, 8 tiểu đoàn Thái Lan, 3 tiểu đoàn pháo binh, 1 đại đội máy bay T-28, 1 trung đội xe bọc thép dưới sự chi viện tối đa của không quân Mỹ, kể cả B-52 và F-111. Tại chỉ huy sở chiến dịch, ngoài các cán bộ chủ chốt Bộ Tư lệnh 959, Đại tá Vũ Lập làm tư lệnh, Đại tá Huỳnh Đắc Hương làm chính ủy, Bộ Quốc phòng tăng cường một đại tá xuất sắc của quân đội là đồng chí Nguyễn Hữu An làm phó tư lệnh. Chiến dịch sắp mở màn, Bộ cử Thiếu tướng Tổng tham mưu phó Lê Trọng Tấn sang làm phái viên trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Ông có đặc điểm là rất nghiêm khắc, nóng tính và quyết đoán. Về trận chiến trên cánh Đồng Chum năm 1971, báo Bangkok sau này đưa tin tướng Tấn đột ngột xuất hiện trực tiếp chỉ huy chiến dịch sau những loạt đại pháo 130 ly khiếp đảm cùng những con báo khạc lửa, xe tăng thẳng tiến như không có gì cản trở. Lực lượng quân giải phóng, trước chiến dịch Z, địa bàn cánh Đồng Chum siêng khoảng có các đơn vị quân tình nguyện F-316, E-866 và D-42, D-25, D-26, vào chiến dịch trên tăng cường thêm F-312, Lữ 335, một tiểu đoàn pháo mặt đất, một tiểu đoàn pháo cao xạ, một tiểu đoàn tanh thiết giáp, hai tiểu đoàn đặc công và một số đơn vị kỹ thuật. Lực lượng vũ trang cách mạng Lào có 9 tiểu đoàn bộ binh, một đại đội pháo binh và 3 đại đội vũ trang địa phương. Chiến dịch được ấn định vào giáp Tết năm Nhâm Tý, 1972. Sau khi nghe báo cáo tình hình địch ta, tướng Lê Trọng Tấn phán một câu xanh dờn, đánh trận này, ba đời sau Thái Lan còn sợ. Quả nhiên, sự thật diễn ra đúng như ông Lê Trọng Tấn nói. Đúng giờ g, các trận địa pháo lớn đồng loạt gầm vang, hỏa tiễn H-72, cối 82, 120 ly, pháo 130 ly sau đó là DKZ, B-40, B-41 diệt hỏa điểm còn lại rồi Đại học 10 mở cửa, xe tăng gầm rú, dẫn bộ binh tràn lên. Nhưng quá trình chiến dịch, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Sự cố ở Phu Tôn xảy ra ngay lúc quân ta tấn công, mới thấy vị tướng Tổng tham mưu phó không hổ danh tướng chiến thắng. Trung đoàn 165 F312 do Trung tá Nguyễn Chuông chỉ huy dứt điểm Phu The Nhiêng do một tiểu đoàn quân Thái Lan đóng giữ.
Trung đoàn 141 đánh trung tâm chỉ huy của quân Thái Lan ở Phu Tôn. Ông trung tá trung đoàn trưởng bị địch lừa, nằng nặc đòi xe tăng trong lúc xe đang bị sa lầy. Trên trời, OV-10 thả đèn và bắn trọng liên như mưa quanh điểm cao. Hỏa lực địch trong căn cứ vẫn bắn ra, nhưng trước sức tấn công dũng mãnh, quả cảm của quân giải phóng chỉ sau 5 ngày giao chiến, quân Thái, quân Mẹo bị các lực lượng của ta đánh cho tơi tả, chạy dài. Khi đó, ở hang chỉ huy Phu Nhu, không khí cực kỳ căng thẳng. Bộ tư lệnh, cán bộ các cục các trưởng phòng của mặt trận 959 và phái viên của bộ đều có mặt chăm chú nhìn vị tướng. Ông Lê Trọng Tấn mặt đỏ phừng phừng, đi quanh bàn, khi thì chăm chú nhìn vào tấm bản đồ treo trên vách đá, lúc quay qua chăm chú ngó xa bàn, rồi nhìn ai đó trong số bá quan văn võ. Bất chợt, ông dừng lại, chộp tổ hợp máy điện thoại gọi xuống E141 rồi nói như quát. Bộ đội xông lên, đúng là chỉ còn mấy thằng bắn súng máy nghi binh. Nhưng địch chạy đường nào về hang ổ Long Trạng? Nghe dưới báo cáo, đường phía bắc vào khu vực cửa rừng có nhiều đèn pháo sáng, còn đường phía nam chỉ có lưa thưa. Tư lệnh Vũ Lập, các phó tư lệnh Nam Hà, Hà Thế Hùng, tham mưu trưởng Dũng Mã, trưởng phòng tác chiến Huỳnh Lê đều phân vân. Đa số phán đoán địch chạy hướng bắc, có người đề nghị chia đôi pháo, bắn đạn chụp cho chắc ăn. Ông Lê Trọng Tấn lừ lừ nhìn mọi người, bỗng nhiên ra lệnh tập trung hỏa lực trần dọc theo con đường phía nam, nơi ít đèn rủ hơn. Không ai dám nói ra nhưng nửa tin nửa ngờ, vì nếu phán đoán sai thì phần lớn quân địch ở Phu Tôn và cánh đồng Chum sẽ chạy thoát và như vậy không thực hiện được mục tiêu đánh tiêu diệt của chiến dịch. Ngay hôm sau, ông Lê Trọng Tấn cho người đi kiểm tra. Đúng như ông thiếu tướng dự đoán, dọc con đường phía nam, quân Thái chết như dạ, người toàn đổ về phía tây. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao bộ đội ta đặt cho ông nhiều mỹ từ nổi bật như thế. Một lần nữa, câu nói của cổ nhân lại vang lên bên tai tôi, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tài xoay sở và bản lĩnh của tướng Lê Trọng Tấn lại được thể hiện rõ nét nhất trong 3 trận chiến lớn gắn liền với 3 lần cái, chỉ huy lúc bấy giờ là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần cái đầu tiên diễn ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, Bộ Tổng Tư lệnh chiến dịch nhất trí phương án đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng tới 26 tháng 1, tướng Giáp sau khi suy đi tính lại lại quyết định họp đảng ủy và thống nhất chuyển sang phương án đánh chắc tiến chắc. Điều đáng nói là ở thời điểm này, đại đoàn 312 do đại tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy vừa mới tốn rất nhiều công sức và xương máu để đưa được pháo vào trận địa, chuyển phương án tấn công đồng nghĩa với việc lại phải kéo pháo ra, thật không khác gì dội một gáo nước lạnh vào khí thế đang lên cao của bộ đội. Hiển nhiên, ông cãi tướng Giáp kịch liệt, mặc dù cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ chấp hành vì quân lệnh như sơn. Và đây là lúc sức ảnh hưởng với quân sĩ dưới quyền cũng như khả năng xoay sở của đại tướng được bộc lộ rõ nét. Ông chẳng những động viên được anh em kéo pháo ra, và sau này là kéo pháo ngược trở lại, chiến đấu và chiến thắng, mà còn trực tiếp đề xuất khẩu quyết vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt được bộ đội phổ biến và áp dụng thành công trong suốt chiến dịch. Lần cãi thứ hai diễn ra trước trận Đà Nẵng, 1975. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, tướng Giáp cùng tướng Tấn họp bàn kế hoạch tấn công Đà Nẵng, lúc này đang có hơn 100.000 lính và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đồn trú và bảo vệ. Kế hoạch ban đầu do tướng Tấn đề xuất đặt mục tiêu đánh chiếm thành công trong 7 ngày, sau rút xuống còn 5 ngày, không được chỉ huy thông qua. Tướng Giáp cho rằng 5 ngày là quá dài, có thể cho quân Việt Nam Cộng Hòa đủ thời gian tháo chạy về Sài Gòn, tập hợp và củng cố lại lực lượng phòng thủ, dẫn tới khó khăn trong việc tấn công sau này của quân đội Bắc Việt. Tướng Tấn một lần nữa bị đẩy vào thế khó, phải rút ngắn thời gian đánh chiếm xuống còn 3 ngày, và cũng một lần nữa, ông cãi, chỉ huy của mình. Nói về thời điểm này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết trong hồi ký tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng. Anh Tấn vẫn giữ ý kiến, và trình bày, đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. Tôi nói, giọng có phần gay gắt, tư lệnh mặt trận là anh nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác thì tôi ra lệnh đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày. Sự tin tưởng và kiên quyết này của tướng Giáp được đền đáp xứng đáng, một lần nữa, bằng tài xoay sở của đại tướng Lê Trọng Tấn, dù cãi lại là thế nhưng rốt cuộc ông vẫn cùng quân đoàn 2 đánh bật 100.000 quân địch giải phóng Đà Nẵng chỉ trong đúng 3 ngày. Chưa thể thành công trong 2 lần cãi, đầu tiên nhưng ở lần thứ 3, tướng Tấn đã hoàn toàn thuyết phục được tướng Giáp. Sau giải phóng Đà Nẵng, ông đề nghị thành lập cánh quân phía đông vừa tiến vừa đánh theo đường duyên hải, trái ngược với kế hoạch ban đầu là gấp rút di chuyển qua Tây Nguyên để tấn công vào Sài Gòn. Đề nghị được thông qua, tướng Tấn nhanh chóng chỉ huy quân đoàn 2 và quân đoàn 4 lên đường, đi tới đâu giải phóng tới đó. Đến cửa ngõ Sài Gòn, một lần nữa, ông cãi, và không muốn thực thi theo kế hoạch đã đề ra. Theo kế hoạch, 5 giờ 30 phút sáng 30 tháng 4 năm 1975, các hướng đồng loạt đánh vào Sài Gòn. Riêng cánh quân phía đông, anh Lê Trọng Tấn đề nghị nổ súng từ 18 giờ ngày 29 tháng 4.
Lý do là các lực lượng ta còn cách vùng ven từ 15 đến 20 km, phải vừa đánh địch vừa tiến quân, lại phải vượt sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, nếu cùng nổ súng sẽ không đến kịp. Trích hồi ký tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đề xuất được thông qua nên cuối cùng, mặc dù ở cách xa nội đô hơn các mũi khác, cánh quân phía đông do tướng Tấn chỉ huy lại là những chiến sĩ đầu tiên tiến vào dinh độc lập bắt sống nội các cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Kênh Văn hóa lịch sử luận bàn. Trong một lần tiếp đoàn quân sự Việt Nam, Chủ tịch Cuba Fidel Castro bắt tay Đại tướng Lê Trọng Tấn rồi hỏi mọi người xung quanh, đây có phải là tướng đánh hay nhất Việt Nam? Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời, đúng, đây là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam. Trải qua bão lửa các cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc trong thế kỷ 20, Đại tướng Lê Trọng Tấn đã trở thành danh tướng huyền thoại, được nhiều người yêu mến ví với vị tướng lừng danh của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ 2 du cốp. Gần trọn đời chinh chiến, tên tuổi Đại tướng Lê Trọng Tấn gắn với các chiến trường ở nhiều miền quê trong cả nước. Danh tiếng ông vang xa trong nước và quốc tế. Nhưng, trước hết tướng Lê Trọng Tấn vẫn là một người con sinh ra và lớn lên ở thủ đô. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, ông vẫn dành cho Hà Nội một tình cảm đặc biệt. Khi đã là cán bộ cấp cao, ông vẫn sống khiêm nhường trong một căn nhà nhỏ ở phố Hoàng Diệu, sau chuyển sang phố Lý Nam Đế. Mỗi khi xe đi trên đường đê sông Hồng, đôi mắt vị đại tướng lại trở lên xa xăm, dõi về khu đầm chấu nhớ thuở bé theo cha đi dạy học hoặc bãi phúc xá kia, lúc thiếu thời say xưa cùng trái bóng. Đại tướng Lê Trọng Tấn mãi mãi ra đi ở tuổi 72 sau một cơn đau tim đột ngột vào ngày 5 tháng 12 năm 1986, kết thúc cuộc đời phụng sự đất nước đầy tận tụy và đầy chiến công. Khi đó, ông vẫn đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và là một huyền thoại trong quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.